thấy em buồn. Mẹ hỏi tại sao em buồn, em nói là dạ con thất tình. Ôi trời, con của mẹ ơi, tại sao con lại yêu như thế? Thôi đừng như thế, mẹ em xuống 4kg. Là từ đó em thất tình, em cắt tóc ngắn thôi. Thì mẹ em cảm giác đó. Mẹ em khóc một tuần. Quá. Tóc dài lại đi nha con. Tóc giết kìa, còn có chút lễ đi ha. Con gái đau một thì mẹ đau tới 10 lần. Đúng rồi. Mà các cụ đã dùng cái phương pháp này của dân gian, lấy cái áo của con mà cho vào cái chảo, rang cái áo nó lên để cho con mình nó sốt ruột, để con mình nóng ruột mà trở về. Cái đó là có rồi, người vợ trông chồng cũng vậy. Con gái thì có nhiều người muốn giống mẹ, còn con gái cũng có nhiều người không muốn giống mẹ. Em đây là trường hợp đơn cử. Ủa sao vậy? Em không muốn giống mẹ em một điểm, đó là mẹ em rất yếu đuối, chuyện gì cũng dễ khóc, dễ tổn thương, mong manh, dễ vỡ. Biết không, có một chuyện nè, giống như em cắt tóc ngắn thôi, hồi xưa là em để tóc dài, hoặc 3 năm trước em tham gia một dự án phim nên em phải cắt tóc ngắn. Thì mẹ em cảm giác đó. Mẹ em khóc một tuần. Khóc một tuần vì thấy em cắt tóc ngắn. Chỉ cắt tóc thôi mà khóc một tuần. Xong rồi mẹ em hỏi, con gái ơi, mẹ gọi điện thoại cho em, con gái ơi, tại sao con cắt tóc ngắn, con xảy ra chuyện gì vậy, thất tình đó con, hay con bị ai bỏ? Ôi như vậy thì cũng áp lực lắm cho Ngân á. Thì em giải quyết cái mối quan hệ giữa em và mẹ em chị như biết nào? Không? Hồi xưa lần đầu tiên em thất tình, em đã buồn, em suy sụp lắm rồi, em không có ăn. Thì em về nhà em chơi với mẹ, thì mẹ thấy em buồn, mẹ hỏi tại sao em buồn, em nói là dạ con thất tình. Ôi trời, con của mẹ ơi. Ôi trời, con của mẹ ơi, tại sao con lại thất tình? Tại sao con lại yêu như thế? Thôi đừng như thế, mẹ em xuống 4kg. Là từ đó em thất tình hay có gì em nào yếu đuối. Yếu đuối về mẹ mà mẹ yếu đuối hơn thế. Khoan, như vậy thì thế à? Nếu như những trường hợp mà những người mẹ như vậy thì họ mặc dù là họ rất là thương con, thương nhưng mà họ không kiểm soát được cái cách thương của họ, cho nên họ làm cho con gái của họ bị áp lực. Về sau lâu dài làm cho không con cái họ không nữa. Muốn tâm sự, không muốn chia sẻ nữa. Em sợ mẹ đau lòng quá nên từ đó em buộc phải mạnh mẽ. Em bây giờ rất mạnh mẽ nha. Bây giờ là em là chỗ dựa vững chắc cho mẹ em luôn. Đây là hướng tích cực nè. Em hướng tích cực đó. Khoan, nhưng mà nếu như vậy thì Ngân sẽ đâu thể chia sẻ với mẹ Ngân như một người bạn được đâu. Khó khăn thì em vẫn nói, nhưng mà nói theo cái hướng lạc quan tích cực. Đến khi mình giải quyết xong rồi mình kể cho mẹ nghe, thì lúc đó mẹ em thấy là em càng ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn, nên mẹ cũng đỡ lo. Đúng, thật ra trong cuộc sống này đâu phải là cái gì mình cũng có thể chia sẻ hết với lại gia đình và mẹ. Mẹ là một cái người mà ngọc nghĩ nha. Là lúc nào cũng lo cho con gái mình là nhất trên đời này á. Nên nhiều lúc mình đem những cái áp lực từ bên ngoài cuộc sống đem về nhà, trời ơi, rất là tội. Có những đêm mà những người mẹ ta nằm ta ngủ không có ngủ được luôn, thức trắng đêm. Đúng rồi Suy nghĩ hoài. Còn ít nhất là mình khi mà bước ra ngoài, mình hiểu được cái sự việc của mình nó sẽ vượt qua như thế nào thì nó dễ dàng hơn. Nên em nghĩ là có những cái khó khăn ngay cả bản thân Ngọc luôn cũng không bao giờ chia sẻ với mẹ. Em thấy nha, mẹ mà càng thương con gái á, mà con gái đau một thì mẹ đau tới 10 lần. Đúng rồi. Không, tại vì thực ra mà nói này, người phụ nữ của mình rất là nhạy cảm. Mọi người thử để ý mà coi. Chính bây giờ mình còn trẻ như thế này thôi nha, mà mình rất là nhạy cảm trong chuyện tình yêu đàn ông. Nhiều khi người ta xoay ngang xoay ngửa mình cũng đã biết người ta nghĩ cái gì rồi. Thì người phụ nữ họ đã có gia đình ấy, họ không chỉ nhạy cảm cái chuyện với chồng của họ không, mà họ nhạy cảm cái chuyện xảy ra với con cái của họ luôn. Mẹ em là một người như vậy. Có những cái chuyện mà mình không thể giải thích được ngày xưa. Mẹ em không hề ở trong đâu, cũng không biết công việc chính xác của em như thế nào hết trơn. Có một lần em đi quay nha, em bị gãy chân. Em vừa đi bệnh viện về thì mẹ em gọi điện cho em một con thôi. Sao mẹ thấy nóng ruột quá hay quá. Mà có những điều mình không tin không được. Thì lúc đó mình buộc lòng phải nói rằng là mẹ ơi, thực sự là sáng nay con mới bị gãy chân sao? Mà không có ai hiểu nổi là mẹ từ đấy mẹ biết ngay mà. Mắt mẹ cứ nháy thôi mà mẹ biết chắc chắn là có cái chuyện gì. Cái giác quan của người mẹ ấy. Em biết cái giác quan kinh khủng luôn. Ngày xưa ấy, nếu như mà con mình cứ biệt tâm quá, không liên lạc, cái nỗi lo quá lớn đến cái mức độ nhá. Mà các cụ đã dùng cái phương pháp này của dân gian, lấy cái áo của con mặt. Ở Hàn Quốc không biết có cái này không nhá, em biết không? Cho vào cái chảo, rang cái áo nó lên để cho con mình nó sốt ruột, nó nóng lòng, có một cái sợi dây gì đó, cái điện năng gì đó nó liên kết để con mình nóng ruột mà trở về. Cái đó là có rồi, người vợ trông chồng cũng vậy. Đấy, thì cái tích đó ngày xưa trong dân gian là có, nhưng mà tóm lại nó chính là cái nỗi lo nó quá lớn và thậm chí nó là đem lại sự cô đơn.
cái thiêng liêng nhất của trong gia đình là ngày Tết sum họp. Nhưng mà cái Tết ấy lại là cái mà cái không gian mà cô đơn nhất của mẹ chị. Tết con đi biểu diễn, con đi với người yêu, con đi với bạn. Và đến bây giờ mẹ chị sợ Tết. Lo tất cả một cái Tết trang hoàng nhưng cuối cùng giao thừa còn đúng có một mình. Con đi sạch, không còn một ai, chồng cũng đi đằng chồng, con đi đằng con. Mẹ chị đem theo cái cô đơn trong cái sợ Tết cho đến tận bây giờ. Khi chị có con và con đầu lòng cũng lại là con gái, chị mới hiểu được. Chị cứ tự hứa là chị sẽ sửa tất cả những cái đó, không để cho mẹ con có những cái thời gian xa cách, bởi vì cuộc sống làm nghệ thuật cũng luôn luôn xa. Nhưng mà cái cô đơn ấy nó vẫn đến. Cho nên dù muốn hay không ấy, trong cuộc sống nó vẫn cứ có những cái xô đẩy người ta làm cho chúng ta cũng không thể. Cho nên chúng ta hãy sửa sai khi có thể. Từ cái câu chuyện của chị Khanh em hiểu cái mấu chốt của vấn đề. Có nghĩa là trong quá khứ và trong cái lúc mà người mẹ sinh con ra và nuôi con giống như chị Khanh chẳng hạn, có thể vô tình lúc đấy điều kiện mình không cho phép, hoặc là mình phải đi làm, hoặc là mình nghèo, hoặc là do chồng, do bố mẹ, cho nên là mình không có chăm con, nuôi con được hoàn toàn như cái ý mà người mẹ nó mong muốn. Phải dây dứt. Chính vì vậy họ luôn luôn dây dứt. Ừ. Cho nên mẹ giờ sao càng ngày càng thích chăm chút cho con cái này, cho con mặc cái này, cho con được học cái kia, cho con được xinh đẹp như thế này, là bởi vì từ cái sự ân hận trong lòng của cái người mẹ bù đắp hết mà. Là họ muốn bù đắp cho người con. Nhưng cách của mỗi người mẹ là khác nhau. Có những người vì họ muốn bù đắp ấy mà họ tôn trọng con cái của họ để cho con cái của họ được làm những cái việc yêu thích trong cái mức độ quan sát và kiểm soát vừa phải. Nhưng có những người bởi vì họ quá là muốn bù đắp cho con cái họ, họ yêu chiều hết mực thì thành ra sau này nó thành cái sự kiểm soát và cách quan tâm đó. Nó làm cho con cái bị không thoải mái. Chính vì như vậy mà nó tạo ra khoảng cách giữa người con và người mẹ. Cho nên càng ngày về sau người trẻ càng ít tâm sự với cả gia đình và đặc biệt là mẹ của mình về các cái vấn đề trong cuộc sống là bởi vì như thế. Khi mà tất cả mọi người quay lưng với con gái của mình thì sẽ có người mẹ luôn luôn bảo vệ, che chở và đứng bên cạnh mình lúc khó khăn đó. Và mẹ là người duy nhất chia sẻ sinh mệnh và cuộc đời với chúng ta. Thì mọi người biết đó, 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau con ra là mẹ đã đánh cược cái mạng sống của mình để có đứa con, có sự xuất hiện của mình trên cuộc đời này. Và đến khi con gái lớn rồi sinh con rồi lấy chồng thì mẹ lại phải tiếp tục cuộc hành trình đó là nuôi con, dạy cháu. Mọi người hãy nhớ một điều là tất cả những người và những mối quan hệ trên đời này đều có thể thay thế, như là tình bạn, đồng nghiệp, tình yêu, ngoại trừ vị trí của mẹ là không bao giờ thay thế được.